Nhưng chúng ta phải tin rằng vaccine gì cũng không qua một loại vaccine, đó là vaccine phước đức. Có phước, có phước, có đức là có cái dù, có cái dù, có gọi là OCCC, còn ông cháu cha có cái dù che chở. Còn không có phước đức thì thôi, lo lắng lắm. Và quý vị biết, cái này nó khó, khi mà đã dính vào, đã liên hệ tới cái nghiệp này rồi. Quý vị có biết rồi, có những người hai lần chích ngừa mà vẫn tiếp tục mắc dính. Là bởi vì sao? Nói theo cái đạo lý trong Kinh Pháp Cú nói này, cho dù cao vút lưng trời, cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù hung hút hang sâu, không nơi nào thoát nghiệp sầu đã gieo. Khi mà anh đã có nghiệp này rồi thì anh chạy trốn không thoát được cái việc tại quả nó chín rồi. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là tại sao trong cái đợt dịch này có những người, hình như là người ta thống kê 10 người dính dịch thì khoảng chừng 77 người là được thoát, 3 người không được thoát. 70% phải không? Là 7. Tức là vì sao mà có cái tình trạng 70% thoát dịch mà 30% không thoát dịch? Là bởi vì cái dịch này, cái nguyên nhân lớn của cái dịch này, bây giờ theo cái sự quán chiếu của Tấn Tuệ và theo cái sự hỏi han đối với những vị tu đức, những vị chân tu, thì các ngài chia sẻ như thế này. Cái dịch này, cái reason lớn của cái dịch này, yếu tố lớn mà chắc là quý vị đã biết, đó là nguyên nhân lớn nhất, đó là sát sinh của nhân loại. Cái sự sát sinh này rất nhiều, không phải mới bây giờ đây, mà nhiều thế kỷ trước nữa. Nó tích tụ nhiều đời trở thành một cái nguồn ám khí, oán khí. Rồi đến lúc nó chín mùi, nó trổ ra. Đó là một nguyên nhân. Và nguyên nhân thứ hai của cái dịch này chính là sự ăn ở không phải của chúng ta, của loài người. Và chúng ta thấy này, cái gì không ở, ăn ở không phải của loài người, nó là cái tàn phá môi sinh, tàn phá môi trường, hủy hoại thiên nhiên quá lớn của loài người. Mình thấy ở đây mình không thấy có chuyện gì nha, nhưng khi dịch nó xảy ra, chúng ta sẽ thấy các nước người ta thống kê cái mặt mà tích cực của cái dịch này, đó là những dòng sông, những dòng sông đục ngầu, tự nhiên cái dịch sông nó trở nên trong xanh. Và khi đến tuệ ở Bồ Đề Đạo Tràng hay là ở tại New Delhi đó, quý vị biết New Delhi là thủ đô của Ấn Độ và chưa bao giờ thấy được cái dãy Himalaya xa xa. Himalaya là dãy Hy Mã Lạp Sơn. Tấn Tuệ đã lên đó những mùa hè để trốn cái nắng của Ấn Độ. Và lên đó mặc dù mùa hè vẫn gọi là Hy Mã Lạp Cạp. Tại nó lạnh quá nên gọi là Hy Mã Lạp Cạp. Đó. Nhưng mà chính những cái mùa mà những cái mùa Covid này đó, mình mới thấy được chân trời, mới thấy được cái dãy Himalaya trong xanh, thấy rõ như vậy. Thì cái mặt, có phải mình nghĩ ngược cái vấn đề là có phải do bàn tay con người? Tại vì quý vị biết rằng là New Delhi là một cái quốc gia, một cái thủ đô được gọi là ô nhiễm bậc nhất thế giới. Cái pollution nó, buổi sáng mình thức dậy nó như sương mờ, lớp sương mờ, mà hầu như ngày nào cũng vậy. Đó là cái tháng khí, những cái xe cộ vân vân, cái lượng thải ra quá tải, nó chìm ngập ở trong thiên nhiên. Nhưng mà mặt trái của cái Covid này đã clear được cái environment, cái môi trường, cái chặt phá cây cối. Đó là một cái biểu hiện tích cực của cái dịch này. Và mình thấy đó là hai nguyên nhân lớn đã gây ra cái dịch này. Thứ nhất là do cái sự sát sanh của nhân loại, và sự sát sanh đó không phải con người giết thuốc thức vật, súc vật để làm thức ăn hay là giết theo cái sự hiếu thắng của mình đâu, mà có những trận chiến tranh giữa loài người với nhau, trong đó có chiến tranh civil war, rồi chiến tranh nước này nước kia, và những chiến tranh thánh chiến tôn giáo vân vân, và những cái trận đại chiến, rất nhiều thứ nó tích tụ hàng nhiều thế kỷ qua. Và nhiều người mới hỏi, thưa thầy, biết bao giờ cái dịch này mới chấm dứt? Hỏi thầy thì nó hỏi ai? Và hỏi Phật cho hỏi ai? Biết bao giờ chấm dứt thì mình nói là khi nào
nói một câu rất là quèo bốn mà thiết nghĩ nó đúng: khi nào nghiệp sát của chúng sanh được mỏng dần thì cái dịch nó chấm dứt. Còn không, quý vị thấy không, bây giờ nó biến ra tùm lum. May quá là chúng ta có vaccine cho nên chúng ta tạm yên tâm vụ này, chứ bây giờ nó cũng đang biến. Vì sao nó biến? Bởi vì nghiệp chúng sanh còn thì nó có biến dạng này để nó đeo đuổi, bắt người ta phải trả. Cái đó là nhìn về con mắt tâm linh để chúng ta thấy. Khi chúng ta nhận định ra được điều này, chúng ta sao? Cẩn thận những cái activity của mình, những cái TV tạo tác của mình. Bởi vì mỗi người một ít như vậy, nhưng góp phần đã làm cho thế giới này trở nên đen tối, hay mỗi người một ít nhưng đã góp phần đã làm thế giới này trở nên trong sáng, trở nên hoàn hảo, đều từ một ít của cái những hành động nhỏ nhỏ của một của chúng ta. Thưa quý vị nha. Thì bây giờ mình đi qua một cái điều nữa là sự vận hành của nghiệp. Rồi bây giờ đi qua một cái điều mà chúng ta thường học trong Phật Pháp, đó là sự vô thường. Và vô thường chúng ta thấy vô thường bàn bạc trong cái dịch này. Và chúng ta có khắc khoải chút nào về cái mất mát ở trong cái dịch này. May mắn cho những ai mà chúng ta không có chạm trán với cái vô thường này. Nhưng mà thực sự Tấn Tuệ quan sát thì Tấn Tuệ thấy cái dịch này đã kéo theo nhiều người chết. Và Việt Nam mình sau cái mùa mà Thanksgiving thì dưới Santa Ana nhiều Phật tử đã gửi những cái hình ảnh những Phật tử làm việc ở trong những cái nơi mà y khoa đó, họ mới lén lút gửi ra những hình ảnh, con gửi cho thầy coi thôi nha. Thì mới biết cái số người Việt Nam trong cái thời điểm mà quý vị nhớ có một cái cô ca sĩ mà khá nổi tiếng, đó là cô Lệ Thu mất. Thì lúc đó là cái thời điểm mà Phật tử trong đó họ gửi ra mới thấy cái số lượng người chết mà nằm trắng một không gian, và phân phối cái xác đó không kịp thì thỉnh tượng Quán Thế Âm, thỉnh tượng Đức Mẹ vào trong cái chỗ đó để cầu nguyện trong cái nhà xác đó luôn. Và qua cái vô thường này đau đớn, người ta những ai ra đi về Covid đều ra đi trong cô đơn, ra đi trong cô độc, ra đi trong sự khắc khoải. Và người ta giống như là như những cái người mà thọ cái nạn Covid là giống như bị cái bất tử, họ không muốn chết nhưng mà bất tử họ, bởi vì nghiệp nó tới rồi, bất tử họ phải đi. Cho nên tất cả những người ra đi trong Covid mà có thể cảm nhận rằng họ đi ra đi trong cái sự tức tưởi, họ rất khát sống, nhưng mà bắt lúc đó là đến giờ phút phải đi rồi, họ ra đi trong tức tưởi. Chính vì cái năng lượng tức tưởi này cho nên phần đông những người ra đi vì Covid không có siêu, quý vị, không có siêu, không có cam lòng để ra đi, quý vị thấy không? Thật ra chết mà ai mà cam lòng không? Nhưng mà ví dụ như quý vị là chết mà ra đi có trật tự đó, tức là sao? Trẻ sinh lão bệnh tử bình thường không? Còn Covid là cái dạng ra đi không có trật tự, không ra đi, không có trật tự rồi nó luôn là đi. Và quý vị nhìn về Việt Nam trong cái hiện trạng bây giờ cũng sẽ thấy Việt Nam bưng bít rất nhiều. Nhưng mà Tấn Tuệ cũng may là Phật tử của mình có một số vị họ cũng làm trong cái ngành y khoa và họ lén gửi những cái đó, mới thấy Việt Nam mình bưng bít cái tin người chết cũng rất nhiều, chất đầy một những cái xe rất là lớn luôn. Và khi mà thông báo người nhà tới nhận đó thì đem cái xác đến, và quý vị biết trên cái xác họ bọc bằng cái, chúng ta đã thấy trong hình ảnh đó, nguyên cái xác mà màu trắng ha, rồi trên cái đầu họ dán cái tên để tới cái người thân nhân trong gia đình đến để thấy cái tên của vợ mình, chồng mình, con mình, gia đình mình trên cái trán, nhìn mà họ không thể mở được cái mặt ra để mà nhìn cho rõ lần cuối. Đau thương quý vị. Và cái vô thường mà thấy ái biệt ly khổ có mặt. Ái biệt ly khổ. Cái giây phút mà gọi là giây phút cuối cùng, nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng cuối cùng không nhìn thấy nhau. Và cái vô thường đánh đần tới chúng ta, tự nhiên nhìn những hình ảnh đó, tự nghĩ là không biết bao giờ nhân loại mới thoát khỏi cái đau khổ
như thế này. Yeah. Thì đó là nói về cái sinh ly tử biệt. Nhưng mà nói về cái mà lệ thuộc, cái hệ quả của cái vấn đề Covid này nữa là cái nền kinh tế của thế giới. Phải không? Cái đó là nói về những người còn sống. Nền kinh tế của thế giới, may mắn cho chúng ta, từ sau khi có vaccine, tất cả các nền, các công ăn việc làm, các cơ xưởng rồi vân vân, các hệ thống công ăn việc làm trở lại giống như hồi sinh lại. Và Mỹ hồi sinh thì như các nước kia cũng hưởng lên. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam cũng vậy. Cái nền kinh tế thế giới, và quý vị biết, sau 2 tuần lockdown thôi, thì tại Việt Nam, bởi vì Thánh Tuệ cũng có cái may mắn là trên cái trang chia sẻ pháp thoại của mình, phần đông Phật tử Việt Nam quá nhiều, mà cái gì cũng mét thầy hết, họ cũng rất là nhiều chuyện. Nhưng mà chính cái nhiều chuyện đó mình thấy rõ cái thảm cảnh Việt Nam. Sau 2 tuần thôi là những người mà buôn thúng bán bưng, những người mà lên thành phố làm đó, lao động tay chân này, buôn thúng bán bưng rồi là ve chai ve số rồi đó, đều rơi vào tình trạng bế tắc hết. Nhưng mà ở Việt Nam mình có được một điểm, đó là cái tinh thần lớn nhất, cũng là một cái bài học ở trong Covid này để chúng ta học được, đó là cái từng người trong hoạn nạn. Cái Việt Nam mình phải nói là đôi khi, phải nói hồi nãy mình ca Mỹ, bây giờ mình ca tiếp dân mình chứ, phải không? Mình ca Mỹ là cái tinh thần từ thiện. Việt Nam mình có những điểm không hay, nhưng mà một điểm mà là cái điểm son của người Việt Nam mình đó, chính là cái tinh thần tương thân tương ái. Tổ ơi, thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giường, ăn một nhà. hoặc là nhiễu điều phủ lý giá, giá thương người trong một nước phải thương nhau cùng. Mình đừng nói hào cộng sản thôi, bây giờ trong cái hoạn nạn gạt gạt quan bên, mình thấy trong cái lúc Việt Nam xảy ra, Sài Gòn đang chơi chới với như vậy, thì Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk vân vân, chở từng chuyến xe La Ghim rồi Su Hào rồi vân vân, mọi thứ để tiếp tục tiếp trợ cho Sài Gòn. Bởi vì họ lý luận rằng là khi xưa, khi cái lúc miền Trung bị lũ lụt hoạn nạn, thì dân Sài Gòn đã bao nhiêu xe lương thực đã đưa ra miền Trung để cứu trợ miền Trung. Thì bây giờ Sài Gòn hiện hoạn nạn thì miền Trung ngoài Trung đồ nghèo khổ như vậy mà cũng chở xe lương thực mua. Và các chùa cũng vậy, những tinh thần từ thiện của các chùa trở nên quật khởi, giống như quật khởi, tất cả các chùa đều cùng nhau làm từ thiện để giúp đỡ. Tự nhiên nhìn cái đó ấm lòng quý vị. Và cái đây là điểm son lớn nhất của người Việt Nam này. Còn quý vị biết không, Tân Tuệ ở Ấn Độ như thế là bản thân Tân Tuệ ở Việt Nam, ở Ấn Độ 12 năm học hành bên đó, mới thấy cái xót xa cho dân đất Phật là con người ở Ấn Độ. Hai cái chữ để con người ta sống mà có thể sống với nhau trong cuộc đời này là tình người. Không có tình người, cho nên khi con người ta sống không có tình người thì cái đại dịch xảy ra đó là một cái hoạn nạn lớn cho dân nghèo. Bởi vì sao họ sống không có tình người? Bởi vì già là giai cấp là một hạ vô nhân, anh sinh dưới chân của Brahman, anh giai cấp mà gọi là Sudha, tức là thủ Đà La đó, giai cấp hạ tiện là sinh dưới chân của Phạm Thiên, sinh dưới chân của đầu gối của Phạm Thiên thì anh phải trả hết cái nghiệp của anh. Họ mặc kệ. Cho nên khi Ấn Độ mà xảy ra cái dịch thì dân nghèo của Ấn Độ hết 70%, 75%. Mà quý vị nên nhớ là tỷ phú Ấn Độ là 7 tỷ phú. Để có thể so sánh với thế giới thì Ấn Độ là 7 tỷ phú. Ấy thế mà mình thiết nghĩ là một ông tỷ phú thôi, mà mở cái lòng ra, hay hai ông tỷ phú của Ấn Độ thôi, mở cái lòng ra mà trang trải cho dân nghèo thì cũng đỡ. Ấy thế mà họ khổ quay quất quắt trong cái dịch này. Chúng ta ở Mỹ nha, ở Việt Nam tới bây giờ, thực sự Việt Nam đang rơi vào khổ nạn nghèo đói, nhưng Việt Nam cũng chưa đi đến nỗi mà đói như Ấn Độ. Và nói chi đó, Việt Nam nói chung ở Mỹ mình là cái dịch nó chỉ ảnh hưởng tới công ăn việc làm đôi chút, còn cái khổ của chúng ta nó không quá nhiều quý vị. Nó chỉ có cái bất an. Nhưng mà so sánh với Ấn Độ và Việt Nam, mình thuộc là con nhà giàu đức ta.
con nhà giàu đứt tay là ăn mày đổ đổ ruột á, mình chẳng khổ với bao nhiêu đâu. Và mình chưa đói ngày nào, cũng là dịch nha, cũng là dịch nha, mà ở bên này dịch nha, mình càng ngày mình càng tròn, còn bên kia dịch sao càng ngày càng đói càng ốm. Cũng dịch xảy ra mà tại sao một dân một quốc độ càng dịch xảy ra mà bên này tròn không à? Tại vì đi ra đi vô buồn quá, không biết làm gì hết, lại làm gì ăn đã ăn ăn ngủ ngủ xong đã đời biết làm gì là cây gây có không có đó, nghĩ còn đó là, nhưng mà đó là hạnh, cũng vẫn là hạnh phúc. Còn bây giờ nhìn ra đi, nhìn ra thế giới đi, để biết mình đang sống ở một quốc độ thiên đàng, thật sự là thiên đàng. Chỉ dĩ nhiên cái thiên đàng của chúng ta đó là đánh đổi bằng mồ hôi, chứ không phải là thiên đàng đơn giản mà có thiên đàng. Mình cũng phải đi làm để có thiên đàng, nhưng có đánh đổi mà nó có. Còn những nước đó họ đánh đổi, họ chịu đánh đổi mà không? Không có. Họ tìm công ăn việc làm, họ chấp nhận đổi mồ hôi để họ có công ăn việc làm, nhưng họ không có cơ hội, không có công ăn việc làm. Công ăn việc làm mà tê hàng cái tất cả các hãng sự đều tê liệt hết. Quý vị biết khi mà ở tại tấn thể ở Bồ Đề Đạo Tràng đó, cái mà cái ngành mà lớn nhất ở Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ là họ sống nương nhờ theo Phật tích, tức là nơi Đức Phật thành đạo. Nhờ vậy cho nên những cái hãng du lịch đó, nó xe cộ mà xe mà à, xe du lịch rất rất nhiều. Ấy thế mà khi dịch ra hàng loạt bãi xe bớt, nó họ đậu cả năm trời, hai năm trời hư xe luôn. Xe bớt mà đưa khách du lịch đó. Bởi vì khi phi trường đóng cửa thì Thái Lan, Ấn Độ, Myanmar tất cả đều không vào Ấn Độ, và dân sống nương nhờ dependent theo cái du lịch, họ đói. Bởi vì nương tựa theo cái bất cứ cái nương tựa nào bên ngoài nó mong manh là vậy. Và họ đói rồi. Quý vị biết bây giờ mình kể cái công mình tí, hồi nãy có cái vị chia sẻ, thầy có chia sẻ mình không phải hay ho gì đâu mà về đó mà làm địa tạng trong cái thời điểm đó, nhưng mà vì không phải hay ho mà tại vì chính cái thời gọi là thời thế tạo anh hùng hả? Thời thế tạo anh hùng, lúc đó về bị kẹt và mầu nhiệm, việc mầu nhiệm cái chỗ là trong lúc bị kẹt như thế thì là khi Tấn Tuệ làm từ thiện đó thì tất cả các quốc gia trên thế giới, Ý có này, Pháp có này, Canada có, Úc, Thụy Sĩ, vân vân. Bởi vì nói đi nói lại nha, cái người Việt Nam mình quá tuyệt vời, là phần đông cái điều mà Tấn Tuệ được giúp bà con giúp cho từ thiện để cứu dân Ấn Độ trong lúc đó đó là đa phần là người Việt mình không. Quý vị thấy cái tấm lòng của Việt Nam mình quá tuyệt vời. Mà quý vị biết là một tháng như vậy đó ha, một tuần như vậy là đi phát chẩn, bởi vì họ đói mà phát chẩn chỉ có cái gì? Bột là bột chapati. Bột chapati là cái tiếng Ấn Độ. Chapati có nghĩa là lúa mạch và lúa mì. Và cái thứ hai là gạo. Hai cái đó là căn bản. Rồi cho thêm tiền để mua thêm những cái dụng cụ, mua thêm những cái nhu yếu phẩm. Đó. Thì cái chị chỉ có giúp họ như vậy thôi. Mà một tuần phát, mỗi lần đi phát, Tấn Tuệ phát vào trong một làng, một lần phát như vậy là hai cái làng nghèo khoảng chừng gần 300 người hoặc trên 300 người. Và một tuần như vậy là đi 3 đợt như vậy, và một đợt như vậy là từ 3 tới 4 ngàn đô. Nói hơi hơi kể công ha, để khoe khoang thành tích một tí. Nhưng qua đó để biết 3-4 ngàn đô và một tuần như vậy là 9 ngàn đô như vậy. Thì một tuần mà làm như vậy kể từ tháng 3 cho đến tháng 11, quý vị tính ra bao nhiêu tiền? Không phải là khoe khoang thành tích, để cái đó không phải là mình. Mình chỉ là cái công cụ để giúp cho cái tấm lòng của bà con đưa những cái cứu trợ đó đến cho những người nghèo đói trong lúc bây giờ. Chứ mình đâu có, mình là phải, bởi vì cái may mắn là ngay lúc đó mình có mặt ở đó. Mà bên này rất là thương quý vị, như quý vị đi nghe Pháp Tấn Tuệ hôm nay á, trong đây có rất nhiều những khuôn mặt thương thương của Tấn Tuệ đi nghe Pháp. Thì trong đây cũng có những người đã giúp Tấn Tuệ trong cái thời điểm đó luôn. Dạ, thì quý vị biết quý vị giúp thầy, nhưng đồng thời quý vị cũng rất mâu thuẫn. Quý vị message vô tra trang thầy, thầy ơi thầy về mau, thầy con không yên tâm được, tại vì cứ thấy thầy xông pha lửa đạn mà thấy nó nhiễm bên đó, nó nhiễm hàng loạt như vậy. Mà mình vào như vậy thì cái xác suất lây nhiễm nó rất là nhiều.
mà ở đây cái cô này nè, cái cô ngồi trước đây nè, cô tâm nhân này nè, con bữa trước lên chùa có thấy con thầy ngồi đó con nóng ruột, con cứ thấy bên đó con nóng ruột, nghe rất là thương, tức là cứ sợ thầy kẹt bên đó. Nhưng mà quý vị biết lúc đó Tấn Tuệ cái tháng 11 khi Tấn Tuệ có vé về đó là không muốn về nữa. Nhưng mà về mục đích đó, cái mà muốn về đó là vì những cái message, những cái tin nhắn của quý vị nhắn là thầy ơi, thầy về đừng bỏ đạo tràng của chúng con. Và thương cái đó là thứ nhất là về vì Phật tử, và thứ hai là về là vì gia đình, ba mẹ mình, về cho mấy người đó yên tâm. Chứ lúc đó về là dùng dằn, tuyến tiến thoái lưỡng nan, mình về đây rồi, những cái gọi là quyến thuộc cà ri của mình nó sao? Quyến thuộc cà ri, nhìn cái đức cha là biết ổng xuất xứ từ đó là mấy năm rồi, nó cũng không gỡ ra được, 12 năm rồi, nó cũng không gỡ ra được. Và quý vị biết rằng là cái ngày mà Tấn Tuệ lên phi trường để mà tạ từ đất Phật mà về lại Mỹ, thì lên phi trường nửa giờ, 12 giờ khuya, midnight, và giấu cái tin trong làng. Thì khi mà xe taxi họ đến, họ đưa mình đi lúc midnight đó, thì quý vị biết khi Tấn Tuệ xin mở cái cửa chùa ra thì thấy dân cà ri đứng trước chùa đông nghẹt như cái đám biểu tình. Nói ra để thương lắm quý vị, là tại vì gần từ tháng 3 dịch cho đến tháng 11 là không có khách hành hương, thì Tấn Tuệ cứ ở đó cứ như vậy thôi, cứ ráng mà giúp được trong khả năng, ai cho đồng nào giúp đồng đó thôi. Nhưng mà họ đã trở thành cái nơi nương tựa, nơi trông cậy, dù ít dù nhiều cũng có còn hơn không. Thì cái lúc mà Tấn Tuệ trèo lên xe taxi mà xe taxi nó quay lưng một cái, nó rất là khó khăn để nó vạch đám đông, cái xe nó khó khăn nó vạch đám đông, nó ra trong, nó vô trong chùa, nó đưa mình ra. Thì khi xe taxi nó quay đầu ra thì xe chạy một đoạn mà Tấn Tuệ quay đầu lại sau lưng xe taxi là một rừng người, họ chạy nháo nhác với những cặp mắt vô hồn, thấy không đành đoạn, không đành lòng. Qua đó mới biết rằng là khi về tới Mỹ mới thấy trời ơi sao mà khổ nạn này không biết tới đâu vậy. Và về tới bây giờ thì vẫn thấy trân quý cái đời sống mình, may mắn quá là mình được ở cái xứ tự do, mình có quốc tịch ở đây, để rồi mình qua bên đất đó mình muốn thoát là mình thoát liền. Còn bây giờ những cái hoàn cảnh đó họ muốn thoát họ đi đâu, họ cũng phải cam chịu mà thôi. Đó. Đây là một cái điều mà Tấn Tuệ đã cảm nghiệm trong dịch vừa qua. Và quý vị biết rằng là như Tấn Tuệ chia sẻ về cái duyên khởi đó, nhìn trong con mắt từ bi đó, tất cả chúng sinh như trong kinh Phật dạy, tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, anh em, thân bằng, quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái người xuất gia là cái người phải có một cái tấm lòng thương chân thành, mà phải trải lòng ra thương tất cả. Thương Việt Nam mình là mình nói tiếng Việt là mình thương người Việt rồi, nhưng mà tất cả những chúng sinh đều thương. Những người xuất gia là phải coi tất cả là họ hàng thân thuộc với mình hết. Đó mới là đúng cái tinh thần của Phật. Bởi vì trong con mắt Phật không có ngôn ngữ khác nhau, không có màu da khác nhau, chỉ có khổ đau của chúng sinh là có thật. Cho nên Đức Phật không phải là của Ấn Độ, mà Đức Phật của ai? Của toàn nhân loại. Thưa đại chúng, rồi bây giờ đi, quý vị nghe được chưa? Thì cái mà điều Tấn Tuệ chia sẻ nữa trong cái sự học của chúng ta, nãy giờ chia sẻ mênh mông, quý vị biết là trong cái sự học Phật của chúng ta có ba sự học Phật mà chúng ta phải nắm lấy. Thứ nhất là chúng ta học từ Chư Tôn Đức Tăng đi, đó là cái đương nhiên rồi. Và cái thứ hai là chúng ta học từ sách vở. Nhưng cái thứ ba, cái học hay nhất, nó rất sát thực với đời cái thầy pháp hôm nay, là học từ trong thực tế, học từ trong đời sống. Và pháp như thế mới chính là pháp sống. Và cái điều chia sẻ cuối cùng của cái thời pháp hôm nay đó là cái bài học về sự chết. Chết là một điều không ai muốn nhắc tới. Văn hóa Việt Nam, nhất là văn hóa Việt Nam đại kỵ nhắc tới cái chết. Nhưng đối với một người con Phật, chúng ta là Phật tử nha, thì Tấn Tuệ, Chư Tôn Đức đây này cũng chính là Phật tử,
mình dùng cái chữ Phật tử là mình dùng nó lâu rồi mình quen, mình nói là Phật tử là những người như vậy là Phật tử. Nhưng mấy ông này là ai? Không, Phật tử là ai? Mấy ông này cũng chính là Phật tử. Nhưng mà Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia thôi. Chứ tất cả đều là con của Phật. Chúng ta phải nhớ một điều rằng là Đạo Phật là đạo, một cái đạo rất hay, đi trí dũng. Và trong cái dũng đó có một điều là đối diện với cái thực tế. Và trong những cái thực tế đó là cái chết. Chúng ta không muốn đối diện với cái chết, nhưng đối với một người Phật tử phải có cái dũng để đối diện với nó. Bởi vì như sáng nay đã nói, đó là con đường về tất cả chúng ta. Dù chúng ta có muốn hay không, có chú tự hay không, cái chết nó vẫn xảy đến. Và nghĩ đến cái chết không phải là một điều bi quan như chúng ta tưởng đâu. Nghĩ đến cái chết, cái quan niệm cái chết, nó là một điều vô cùng tích cực, lạc quan. Bởi vì anh nghĩ anh sống dài, cho nên anh mộng tưởng, anh tham muốn, anh sân si. Nhưng mà nếu ngày mai anh chết, nếu anh biết rằng ngày mai anh chết, cái hận thù, cái không tha thứ của anh với một người nào đó, anh bỏ xuống hay tiếp tục sống để già chết mang theo? Anh ghét một người nào đó trong gia đình anh, ngoài xã hội, bạn bè.